để chăm mẹ đau á. Dạ. Là không không đến. Không đến được. Hôm nay cô mới đến được. Dạ. Dạ. Cô 11 giờ đêm hôm qua sư cô mới đi tàu từ Huế về này á. Dạ, từ Huế này. Xong rồi sáng nay em đi ở chỗ cô này. Dạ. Xong rồi chở cô đi luôn. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ, đến đây định lễ sư ha. Dạ. Sư biết cô biết sư Minh Tuệ bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, theo dõi từ khi ở trong Nam. À, từ trong Nam. Dạ. Dạ. Hôm nay mới có dịp ra đây để gặp sư. Dạ. Hôm nay mình đủ duyên ha. Dạ. Dạ, sư cô. Bác sĩ là bên chùa là Tịnh Xá đúng không? Tịnh Xá. Dạ, Tịnh Xá. Dạ, Tịnh Xá đó. Hôm trước con có đủ duyên đến đám Tịnh Xá ở chỗ sư ông ở chỗ Tịnh Xá trung tâm ở trong Sài Gòn, ở quận 6. Dạ. Ở quận 6. Bên chỗ cô là Quảng Quảng Tâm. Dạ. Gọi là họ đại sứ, có đủ sáng nào mà họ đủ duyên, họ trợ duyên cho các sư cô hay là sư thầy gì để chuyên tâm tu. Dạ, đấy cả nhà. Tại vì con biết là bên bác sĩ thì tất cả chùa đều đặt Tịnh Xá hết. Tịnh Xá hết. Rất là nhiều Tịnh Xá. Phần đông là ẩn. Dạ. Ẩn để tu tập chứ còn ít đi. Dạ, con biết. Dạ. Chứ còn mà không phải đi tiếp viên, ít tiếp viên. Dạ. Mọi người chia nhau nhé. Ui, chị ơi đặt xuống. Đây, 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 đi ra đây cho mọi người lấy. Chị đang trước chị ơi. Em đi đây nào. Chị đang trước, chị đang trước. Đây. Đúng rồi. Biết năm nay đi rồi, từ về đây rồi. Quá lại nó khóc về quê chăm mẹ ốm. Hôm nay đi cái đồ thật sự phải quá lại cũng phải ngày nào cũng được hết. Mấy dạ. Ai lại nó không nhảy chết nó ai đi. Đây là đồ thật của thầy thì mình xong chưa hết thì mọi người xong đi. Còn ai xong được đấy. Đây, có anh cũng đô thọ thật được không? Đây. Chị ơi. Cái chối là cấm. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Đây có con mấy suất cơm nữa. Đô thọ thực của thầy có ai lấy nữa không ạ? Bạn ơi cho mình đi. Đây, con lại tự nhiên lại nhiều bao. Thì em gái này đang đi phát những cái đồ thọ thực của thầy ban lọc cho cả nhà mình đúng không cả nhà? Nhưng cái này là giống như ông đây đồ ăn. Thôi, tôi bê thế này ngại lắm. Người mà bê ông cho ông lấy qua thành phố hóa ông ấy vâng. Rồi hoàn toàn lại hãy xin khách mời đại rồi thì bây giờ thì mình sẽ đứng ở bên ngoài đây để chờ
sư Thích Minh Tuệ và các vị trong đoàn của người thay y xong rồi ra ngoài này để tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình nha. Và cả nhà mình xem quan tâm thì có thể nhấn theo dõi fanpage Công Minh Vlog cũng như là giúp Minh chia sẻ video này lên Facebook cá nhân để nhiều cô chú anh chị gần xa có thể xem được những hình ảnh của sư thông qua luồng like cũng như là video này nha quý cô chú anh chị. Đây là các cô tự nguyện phát tâm trước khi mà sư lên đường là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ những nơi mà sư đã đi qua đó cả nhà. Bởi vì những hình ảnh rất là đẹp của sư rồi, các cô không muốn là khi mà sư đi qua rồi thì ở những cái chỗ này sẽ giống như là bị người ta bỏ rác nhiều đó cả nhà. Thì có cô tự các cô phát tâm các cô dọn nha cả nhà. Hôm qua là có những cái cô mà không có chổi nữa, các cô sẽ lấy những cái nhành cây cuột lại, lấy những tàu dừa cuột lại để làm cái chổi để quét dọn vệ sinh đó cả nhà. Cô ở đâu lần cô? Quê ở đâu cô? Ở Diễn Châu. Dạ ở đây luôn hả cô ha? Ở Diễn Kỳ bao qua đây đi qua rồi. Dạ dạ. Thì cô đi đây dọn dẹp vệ sinh đồ phụ hết cô ha. Vâng. À, đi từ Quỳnh Lưu vào mà đi vô ra Quỳnh Lưu. Dạ. Về Diễn Châu. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cô nha. Quay lên. Dạ. Quay lên cho mọi người coi đó cô. Đó, đây là Phật tử Diễn Châu. Dạ, những người thầm lặng phía sau nha cả nhà. Vâng, A Di Đà Phật. Đó thì hồi nãy có ông anh cũng là ở chủ những phòng ngủ ở đây đó cả nhà. Ông nó cũng người đầy đó Diễn Châu chú ạ. Thì rất là cảm ơn những người dân ở Diễn Châu của Nghệ An đã đồng hành cùng với sư. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Rất là thương các cô luôn cả nhà, thương sư rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Dạ. 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 Rồi con cúc chúc các cô nhiều sức khỏe nha. Phật tử ở chùa Cổ Am huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. Dạ. Phật tử của chùa Cổ Am ạ. Dạ dạ. A Di Đà Phật. Con đi quét đường cho từ đây đi. Dạ. A Di Đà Phật. Diêm Ti Phước. Quét đường cho thầy đi. Dạ.